hay quá, nhờ một pha móc bằng chia đôi nam nữ dưới 18, pha móc sâu khá hay của tay vợt áo đen. Phong Tú vẫn lên quần bao sơn không bao nữa rồi. Trường Minh Khá OK, trận đấu ở nội dung đôi nam trẻ, đôi nam học sinh, đôi nam 18 trừ. Xem trận không xem trận đồng tổng à? Từ đâu bao giờ đâu? Bao giờ? Đội điểm 1-2 cho cặp đôi của Vu Ba Du Đông Anh. Đức Tùng, trường Phan Huy Chú, Khôi Đức, Chu Văn An, sang sân số 4 thi đấu nhé. Đây là trận bán kết đôi nam lứa tuổi học sinh nha mọi người. Điểm số 23. Tổ lỗi của em ơi. Nội dung đấu sân số 3. Được cầu rất tốt từ vận động viên Quân Lưu. Điểm số 4-5. Rất may mắn cầu lật lưới. 6-4. Hello Đạt. Chi Hải. Quân Lưu bọc sân rất tốt. Bên kia ép vào bạn bên cạnh rồi. Tuy là Quân đánh rất tốt đấy. Chi Hải trường 10 tháng 10. Thủ được. Từ né cầu không kín 7. Ép cầu tốt 8-9. Tám khởi động để chuẩn bị thi đấu. Hay quá, nhờ một pha móc bằng chia đôi nam nữ dưới 18. Pha móc sâu khá hay của tay vợt áo đen. Phong Tú vẫn lên quần bao sơn không bao nữa rồi. Trường Minh Khá. Bom yếu thế. Sân số hỏng nhiều quá. Lấy đầy đủ họ tên của các thành viên thi đấu. Lấy ly trận của bọn em. Một pha đập cầu ngang ngực của Quân Lưu. Đập cầu tốt 10-13. Làm cầu mà đập 10-13. Hay quá nhờ, cầu lỏng hay quá. Đó là một tình huống cầu lỗi của Quân. Số 11-14. Thủ cầu lỗi. Cái đấy rằng em anh ngoài sân.
Vũ Đức Lâm. Có hỏi gì nhiều không? Mười lăm, mười bảy, mười sáu, mười bảy. Đôi Phong Tú trường Lý Thường Kiệt và đôi Hùng Tân của trường Nguyễn Kháng di chuyển trong sân số 3. Thì cổ lỗi từ Quân Lưu rất đáng tiếc. Rất hay, tốt, mười bảy, mười tám. Tấn công ăn rồi, 18 đều. Ok, điểm số 18 đều, trận bán kết đôi nam lứa tuổi học sinh. Điều này thủ khá lì, đặt cầu tốt. Về bàn ban tổ chức. Xin mời trưởng đoàn, xin mời hai trưởng đoàn của Lý Thường Kiệt và trường Vạn Xuân. Đôi nam nữ dưới 18, Anh Giang trung học phổ thông Thăng Long, Trung Duyên trung học phổ thông Quốc Oai di chuyển vào sân số 4 và luân sân số 4 thi đấu. Một tình huống cầu không hiểu ý nhau của hai vận động viên Bu Ba Lu Đông Anh. Trang Tú của trường trung học phổ thông. Đồ cầu tốt, 21-22. Rồi, 22 đều. Gần 3 điểm số liên tiếp cho cặp đôi. Tiếp của cặp đôi phía gần màn hình của chúng ta. Trận đấu kết thúc và cuối cùng chiến thắng vẫn thuộc về cặp đôi của Bu Ba Du 25-22. Với những sự sơ suất ở những điểm chung cuối cùng của cặp đôi áo đen, rõ ràng cặp đôi áo đen họ đã dẫn từ đầu trận đấu đến cuối và cuối cùng thì thất bại. Sư phạm thể dục thể thao vào sân số 3. Hẹn gặp mọi người vào video tiếp theo của Hùng. Xin chào và hẹn gặp lại.